Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây chơi này. Anh ơi. Nó này. Thế kia mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Đứng đứng. Nhưng mà anh giết nó mất rồi. Khổ thì em không nói vội, anh bắn nhanh mà. Tự nhiên anh bị full mất, không lại được đồ này. Đây nha em ơi, không phải đâu. Ở cái sườn núi nó hay bị lỡ một xíu các bạn ạ. Sẽ về đây đi. Mình sẽ coi phía đây coi. Anh tập trung vào bắn đi để lấy top 1. Thank you em, ok. Sẽ tập trung vào chơi nhé mọi người. Gạo sẽ cố chơi top 1 nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ ạ. Xin cảm ơn 1123 bạn đang xem live trên kênh của Gạo nhá. Thank you anh em. Chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Bên này em ơi, ngược lại. Trên này này. Coi chừng vỡ đầu bây giờ thằng này. Coi chừng vỡ đầu bây giờ. Cho nó vỡ đầu bây giờ nha thằng này. Chơi láo à. Có một quả liệu này. Có một quả liệu lên. Rồi nhá. Lên luôn anh em ạ. Để coi thằng này nó chạy đi đâu. Ok đã xong. Màn sấy mù mắt của sĩ kẹo bằng pha mát. Anh em thấy gắt chưa? Mùa này lên huyền thoại luôn đi anh ơi. Ui, lên huyền thoại thì hơi gắt em ơi. Bình thường thấy mấy ông lên huyền thoại toàn chơi giả lập ấy. Còn anh chơi trên mobile thì hơi khó em ạ. Với lại thì cái team của anh luôn luôn chơi có 3 người. Bình thường nếu như các bạn muốn lên huyền thoại các bạn nên chơi team squad 4 người nhá. Team của anh 3 người bình thường là đã thiếu lợi thế hơn rồi mà. Nên nếu mà để lên huyền thoại thì chắc là mút mùa hoa chuối anh em ạ. Anh ơi, cứ nghe thấy tiếng gì bùm bùm anh ạ. À, cái đấy là tiếng kiểu tiếng mic anh em ạ. Đấy là cái tiếng kiểu như là anh em mà chơi game nó ma sát vào cái màn hình ấy. Hiện tại thì anh đang nói chuyện với nãy giờ mới không nói gì vậy em? Đang nói chuyện với ai không? Không không. Em có nghe được không đấy? Nghe được. Đợi anh hỏi, không trả lời đâu. Nghe. Các bạn lại bảo là anh không nói chuyện với ai. Còn gì nữa? Đấy, nó là cái tiếng tay chạm màn hình anh em ạ. Chứ là tiếng gì? Của mic bên kia, đầu dây bên kia anh em ơi. Được chưa anh em? Cái mic này mình để hơi gần này. Thế nên là mình sẽ phải cho tay ra ngoài một xíu nhá. Thế cho mic lên trên đi. Ok.
cái thằng kia đâu em? Bạn đó, thằng thằng bạn đó, xong rồi em. Xin lỗi anh, em ở trễ, không sao đâu em ơi. Ai vậy hả? Trả lời đi kìa em. Các bạn hỏi ai kìa? Bạn thân. Thật không? Người yêu, người yêu. Thì đấy. Trả lời thế cho các bạn nghe được chưa? Thế sao anh trở này? Suốt ngày bạn thân buồn. Người yêu thì bảo người yêu chứ, đúng không? Ừ. Xe đi anh chở này, đang làm gì ấy, lút gì anh, em vứt cho. Ừ. Kiếm gì anh vứt cho. Thế thiếu gì anh vứt cho. Em có đầy đồ này. Đây chúng ta sẽ chạy lên phía trên nha các bạn. Ui thằng nào lậm thỉnh đây. Ok ok, nó ở ngay ngoài anh em ạ. Chạy một xíu là qua thôi à? Thằng này xanh mộ rồi nha em ạ. Mày xanh mộ rồi nhé em. Một tông. Và thế là xong. Có mũ ba, giáp ba này. Em lấy không? Rô ra đấy. Không chơi rô ra. Không chơi, thế anh cầm cho. Mũ ba, giáp ba em có rồi hả? Ừ, thế chưa đi em. Chưa có giáp. Đây vứt cho cái giáp ba mới này. Có đem vứt cho này, đấy, thiếu gì bảo anh vứt cho. Đâu có sao đâu, đi. Để lấy giáp cũ cho. Đi em. Bên dưới đây cũng đầy người này. Lên xe anh chở. Ủa lên xe anh chở. Lại thích chém gì ấy. Bên này anh em ơi, bên này anh em ơi. Có xe nhá. Đây rồi. Thằng này nó bị đơ em ạ, thằng này nó bị đơ này. Cho em cầm dao chém vỡ đầu nó đây. Cầm dao chém vỡ đầu nó luôn, em. Bên này em ơi, bên này em ơi. Đứng bên này này, chém vỡ đầu nó. Đấy, chém đi. Chém vỡ đầu nó ấy. Thế chém nổ xe đi. Cho nó chết luôn em ạ. Rồi chạy, chạy đi em. Nổ xe cho nó chết luôn. Đấy, chết vì nổ xe. Mất máu đấy em. Để cháy mà. Đây bây giờ thì anh mới có giáp ba này. Đây là xe anh chở em ơi. Phương Anh. Em ơi nha anh chở này. Anh bắn hay sao. Ui. Anh bắn hay thế sao rank anh thấp hả? Bởi vì là anh thích chơi lầy em ạ. Chỉ yếu là livestream vui vẻ thôi. Chứ còn là tôi mà chơi cẩn thận mà đi núp các thứ thì công nhận là tôi là một trong những đứa công nhận sống dai anh em ạ. Còn mình thường mình toàn khô máu thôi. Nên là toàn chết liên tục anh em ạ. Đấy, quan trọng là như vậy thôi. Nhưng mà anh em lại cứ thích mình khô máu cơ nên là mình phải khô máu thôi. Đây mày. Ok thấy rồi. Này xanh mộ rồi anh em ạ. Xanh mộ rồi em ơi. Mày chạy à? Mày chạy được à? Thế này. Mày chạy được à? Xanh mộ cho em. Ở ngoài nữa này. Ui. Ở ngoài nữa này. Ui. Đây đây. Đây đây. Từ 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 em ơi. Từ từ em ơi. Anh đây rồi. Anh đây rồi. Từ từ chờ anh xíu. Chờ anh xíu. Chờ anh xíu. Chờ anh xíu đây. Anh đây đây. Đúng rồi em đừng đấy. Đừng đấy cho anh. Ok đây anh cứu ngay. Nó chạy qua. Nó chạy qua. Nó chạy qua. Em bơm máu đi, em bơm máu đi. Em bơm máu đi. Phương Anh. Bơm máu đi em ơi, bơm máu đi em ơi. Ok. Bơm máu đi em ơi. Xong cả hai đứa. Mấy cái thằng rơm rơm này làm sao mà chơi địch kẹo hả anh em. Sợ lìn. Ơ thì thật mà, anh vừa kêu cả hai đứa nó có gì nữa. Cơ bản là mấy cái thằng rơm rơm này kẹo không chấp anh em ơi. Đây em, đưa xe anh chở này. Ơ, đứa nào đây? Đứa nào đây em?
Để coi chỗ nào. À, sau cái xe tải ạ. Ok ok. Đây qua ngay thằng này. Mà chạy đâu? Nó câu liệu các kiểu mà. Đây rồi này. Xong rồi em ơi. Mày làm gì vậy? Gạt giò nó luôn em ạ, thằng này. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Ui. Đây nữa cả. Xong luôn. Mình sẽ vào trong nhà quần mọc cái đã. Có người yêu vô bắn khác hẳn ra. Ơ thì mình thật toàn thế mà anh em. Có người yêu nên tự nhiên là bắn nó phải hay hơn. Không người yêu cười cho anh em ạ. Đấy. Chúng ta là người đàn ông con trai mà anh em. Làm sao mà để thua được. Em ơi. Qua đây qua đây. Ui chết rồi. Xe mắc kẹt rồi ấy. Em quay lại đi. Có một cái xe ở ngay chỗ này này. Thiếu gì anh vứt đồ cho. Có anh thiếu gì anh vứt đồ cho. Chạy đi em. Yêu. Thiếu gì các bạn vứt cho anh cái gì cũng có. Đồng ba. Đồng ba, anh không có. Anh chơi giảm thanh mà. Nên là anh không có cầm đồng ba. Anh đừng chơi khô máu nha. Chơi cẩn thận để lên điện thoại đi anh ơi. Thôi em ơi. Khô máu chơi mới vui em ạ. Đấy. Nó cứ phải như kiểu là lần nào cũng là một cái pha solo mà bắn cạn máu. Như thế mới vui nha em. Chạy đi em. Thế thằng nào anh và em giết cho nó luôn. Ui. Hiện tại kẹo có tận 33 mắt xem cả. Căng vậy nha em. Và anh em có thể thấy là trong cái trận đấu này còn lại là bao nhiêu đây. Chạy lái xe đi. Ờ anh xe à? Cũng được. Còn lại là bao nhiêu đây? Đó chính là 4 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Hai team anh em ạ, cố gắng kiếm trận top 1 nhỉ. Mình sẽ chạy vòng lại phía này coi. Chắc là sẽ có người nha các bạn. Giáp 4. Có giáp 4 á. Chắc là kẻ không để ý rồi, sorry anh em. Bởi vì là kiểu như là mải chăm đọc comment của anh em quá. Thế nên là chơi game không để ý. Đây đây em ơi. Mày chạy à? Đây xuống đón ngay em ơi, đây. Anh vừa clear một đứa ở trên đấy. Đây xem ơi, anh chở này. Phanh phanh. Anh ở đâu ấy? Đây ngay phía dưới này. Cái xe chở này. Nhảy xuống xem. Ơ tụi bạn nó kìa. Chỗ nào đây? Ok ok đây. Lên xe anh chở em. Nhanh để hạ hai từ cuối nào. Sắp có một rồi em. Đi. Kẹo đã có 35 mắt xem anh em ơi. Căng trượt chưa đây. Đây em ơi. Thằng cuối từ cuối này. Thằng cuối chỗ này này. Một quả liệu vào trong nha. Một thằng vượt qua. Okay. Xong. Vẫn nhân giống luôn anh em ạ. Quay mặt ra đây nào. Quay mặt ra đây này. Đấy. Thấy chưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.